Trong thời gian qua, nhiều người dân ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc bị chậm trễ trong việc cấp mới, cấp đổi thẻ căn cước công dân, gây phiền hà và ảnh hưởng không nhỏ tới các giao dịch dân sự của họ. Nguyên nhân của tình trạng này theo Bộ Công an lý giải là do hệ thống máy in bảo dưỡng và do phôi căn cước công dân sắp hết. Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết, việc cấp căn cước công dân bị chậm trễ thời gian qua là do hệ thống máy in đã vận hành từ năm 2012 cần tạm dừng bảo dưỡng. Do chưa chuyển giao công nghệ được nên việc này phải do chuyên gia nước ngoài thực hiện. Bên cạnh đó, tình trạng sắp hết phôi in thẻ căn cước công dân xảy ra ở tất cả các địa phương. Việc nhập khẩu phôi nhựa nhập từ Đức cũng bị chậm một tháng so với dự kiến nên phải đến đầu tháng 10 mới có đầy đủ để cung cấp trở lại. Để khắc phục trước mắt thì công an các địa phương đã được yêu cầu hẹn ngày trả thẻ căn cước dài ra so với quy định để người dân đỡ phải đi lại hoặc sử dụng dịch vụ chuyển phát thẻ căn cước tới tận nhà. Tuy nhiên, đối với những người dân có nhu cầu sử dụng ngay như học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc người cần làm thủ tục bảo hiểm thì công an địa phương sẽ sử dụng số phôi còn lại để phục vụ ngay cho người dân. Thời gian gần đây thì hàng loạt các trường hợp xây nhà làm nứt lún, thậm chí là sập nhà hàng xóm xảy ra liên tiếp trên cả nước khiến cho người dân vô cùng lo lắng. Nhằm giảm thiểu những trường hợp tương tự trong tương lai, đồng thời có căn cứ để có thể giải quyết đền bù khi xảy ra sự cố. Từ nay, người dân trước khi xây nhà sẽ phải ký cam kết đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận. Theo đó, từ ngày 15 tháng 8, người dân khi muốn xin cấp phép xây dựng nhà xen lẫn giữa các công trình khác, thì ngoài các thủ tục hiện nay còn phải có thêm bản cam kết đảm bảo an toàn cho các nhà lân cận. Nếu công trình nào có hầm thì còn phải có thêm văn bản cam kết biện pháp thi công móng không ảnh hưởng đến các nhà lân cận. Quy định này là cần thiết nhất là sau hàng loạt các vụ đào móng xây nhà làm sập nhà hàng xóm gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Gần đây nhất là vụ sập nhà 3 tầng ở số 43 Cửa Bắc Hà Nội làm 2 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là do nhà kế bên thi công đào móng dẫn đến vỡ ống nước, sụt lở móng của nhà 43. Bên cạnh việc phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại tài sản cho nhà hàng xóm, chủ công trình này còn phải đối mặt với việc bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng với hình phạt có thể lên tới 6 tháng đến 5 năm tù giam. Thưa quý vị, môi trường sống hiện nay đang phải chịu tác động từ nhiều tác nhân gây hại, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như kinh tế của con người. Do đó, Hợp tác xã Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao Thăng Long ở Hà Nội đã hợp tác nghiên cứu chế phẩm sinh học mang tên BioGreen để xử lý ô nhiễm rác thải, nước thải, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng mong đợi. Ghi nhận từ phóng viên VTC14. Rác chất đống tại nhà chứa của chung cư D5C, Trần Thái Tông, Hà Nội. Chị Thanh đã làm công việc quét dọn và thu gom rác được 2 năm nhưng cũng không thể chịu đựng được mỗi lần bước vào nhà rác. Tuy nhiên, từ khi áp dùng thử chế phẩm sinh học Thăng Long BioGreen trong xử lý mùi tại đây, dường như công việc của chị đã đỡ vất vả hơn nhiều. Trước khi chưa sử dụng cái chế phẩm này thì mùi hôi tanh ở xa, chung quanh xa tiết ra tận ngoài cổng mấy chục mét này cũng vẫn mùi hôi, là dân là kêu lắm, nắng bốc lên cũng mùi mà mưa bốc lên cũng mùi, ngay cả cái sân này các chị cũng tinh phải rửa luôn. Thế từ lần dùng cái chế phẩm phun vào cái nhà rác này thì đỡ hẳn lên, dân không thấy kêu nữa. Hầm rác cách ô cửa sổ của các ngôi nhà chỉ vài mét, do đó thay vì sống trong môi trường trong lành thì hàng ngày họ phải chứng kiến và tiếp xúc với rác thải và mùi bốc lên từ đây. Song sau gần 3 tháng sử dụng chế phẩm Thăng Long BioGreen hay còn gọi là chế phẩm TBG, môi trường tại khu chung cư D5C Trần Thái Tông đã được cải thiện. TBG chính là chế phẩm M có nguồn gốc từ Nhật Bản, sau đó được nuôi cấy để phù hợp với môi trường Việt Nam. Đây tập hợp nhiều chủng vi sinh vật khác nhau được nhân lên nhanh về số lượng trong quá trình lên men. Sau khi mà ứng dụng cái sản phẩm này thì dân cư ở tòa nhà cũng cảm thấy hài lòng. Và kết quả thu được là hầu như là rác, mùi rác nó không được bốc ra ngoài nữa. Và nó không bốc lên trên các tầng khi mà mở cửa rác ra. Và cảm thấy là cái vệ sinh môi trường nó được đảm bảo hơn. Nó cũng sẽ tiêu diệt được một số những các cái mầm bệnh có thể là gây nên những các cái ổ dịch bệnh mà ngay chính ở trong cái khu chung cư. Bằng cái chế phẩm sinh học này, vi sinh này, bọn tôi tác động trực tiếp vào môi trường tại cái khu vực rác đó.
ngăn chặn những cái con vi sinh có hại cho môi trường phát tán và tôi xử lý triệt để, dẫn đến cái việc là bản thân ở cái môi trường tại chung cư đã sạch hơn, và trên quãng đường đi từ chung cư đến các cái bãi rác thải của thành phố không bị cái tình trạng ô nhiễm môi trường phát tán những cái vi sinh có hại. Chế phẩm không sử dụng bất kỳ một loại hóa chất nào có gây hại cho môi trường. Trong lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi, chế phẩm sinh học này cũng có công dụng như cải tạo đất, giúp cây cối phát triển nhanh, làm sạch ao hồ, khử mùi chuồng trại, giúp vật nuôi tăng trưởng. Thưa quý vị, đầu tháng 8, trong một cuộc họp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì người đứng đầu ngành văn hóa đã nêu rõ chủ trương biến Nhà hát lớn Hà Nội thành địa chỉ đỏ, sáng đèn thường xuyên bởi các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, trong đó bao hàm cả các loại hình nghệ thuật hay bị bỏ quên như là tuồng, chèo, cải lương. Và thông tin này ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của cả xã hội, đặc biệt là với 12 đơn vị nghệ thuật dưới sự quản lý của nhà nước. Và để cụ thể hóa hơn chủ trương này thì ngày hôm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp báo giới thiệu các chương trình nghệ thuật sân khấu chất lượng sẽ được trình diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội từ nay đến hết năm 2016. Theo đó, từ nay đến cuối năm sẽ có 17 chương trình nghệ thuật sân khấu lần lượt được trình diễn, giới thiệu tới công chúng, kế hoạch biểu diễn chia ra thành nhiều giai đoạn. Đợt biểu diễn chào mừng kỷ niệm 71 năm Quốc khánh sẽ có chương trình Hòa nhạc giao hưởng đặc biệt 1 của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và kịch nói Biệt đội báo đen của Nhà hát kịch Việt Nam, chương trình âm nhạc và các trích đoạn chèo truyền thống mẫu mực của Nhà hát chèo Việt Nam. Các chương trình tác phẩm công diễn trong tháng 9 gồm kịch nói Công lý không gục ngã của tác giả Lê Chí Trung, Nhà hát tuổi trẻ, chương trình múa rối Nhịp điệu quê hương của Nhà hát múa rối Việt Nam. Trong tháng 10, Nhà hát lớn Hà Nội sẽ giới thiệu vở rối Vũ điệu Hoa Quỳnh, chương trình hòa nhạc và các trích đoạn tuồng cổ mẫu mực, vở cải lương Vua Thánh Triều Lê của Nhà hát cải lương Việt Nam. Tháng 11, những sản phẩm sân khấu hấp dẫn, kinh điển sẽ lần lượt được giới thiệu tại Thánh đường nghệ thuật, gồm vở tuồng Nghêu Sò Ốc Hến, chương trình Dạ khúc mùa thu của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, vở chèo Suý Vân của Nhà hát chèo Việt Nam, chương trình Hương sắc Việt Nam của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Những chương trình nghệ thuật xếp hàng biểu diễn trong tháng 12 gồm có vở ballet cổ điển Kép hạt rẻ của tác giả Tchaikovsky, vở kịch nói Hamlet của Nhà hát kịch Việt Nam, chương trình Nếp nhăn và nụ cười của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, chương trình hòa nhạc đặc biệt 2 của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, vở kịch nói Ai là thủ phạm của Nhà hát tuổi trẻ. Thưa quý vị, dùng nước giếng khoan để nấu ăn cho trẻ khi mất nước hay là dùng 4 lạng thịt để nấu ăn cho 140 trẻ? Đó là nội dung mà một giáo viên của trường mầm non Baby House ở khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội tố cáo trường này đang gây chú ý trên mạng xã hội những ngày gần đây. Chiều qua, thì đại diện nhóm trường và giáo viên tố cáo đã được mời lên trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai để đối chất. Tuy nhiên, giáo viên tố cáo đã không có mặt. Trước đó, phường này đã có một cuộc kiểm tra cơ sở vật chất tại trường để xác minh thông tin. Theo ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, việc tổ chức khẩu phần ăn của nhóm trường trong 7 ngày gần đây được phường xác nhận là đảm bảo. Nguồn nước được nhóm trường này sử dụng là nước sạch sông Đà và nước đóng bình của một công ty tư nhân. Nhiều cái hồ sơ mà giao một cái giao nhận nước của giữa đơn vị cung cấp nước với lại chủ cơ sở thì đều có cái biên lai ký nhận hóa đơn cũng rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nói luôn với các bạn là có một cái hóa đơn, nói luôn là có một cái hóa đơn thì vẫn có chữ ký của người giao nhưng mà không đóng dấu trong quy định. Tức là có một hóa đơn của một ngày rất là gần thôi. Biên lai nước mà lãnh đạo phường Hoàng Liệt nhắc tới là vào ngày 18 tháng 8, cũng là ngày mà chị Kim Liên, người tố cáo trường, nhắc tới. Lãnh đạo phường Hoàng Liệt cũng cho biết không phát hiện ra việc trường có khoan giếng và sử dụng nước giếng khoan vào nấu ăn cho trẻ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, thì trường có vòi nước giếng khoan ở gần bếp ăn. Và một người trong trường cho biết nước giếng khoan này chỉ được sử dụng để tưới cây và dội sân. Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, đối chất giữa các bên và sẽ đưa ra kết luận sớm nhất trong thời gian tới. Võ Tường An, cô nữ sinh 18 tuổi ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, được nhiều người biết đến với các thành tích đáng nể trong học tập cũng như các hoạt động giáo dục vì cộng đồng tại nước Mỹ. Mới đây, sau khi hoàn thành chương trình học trung học phổ thông, Võ Tường An vinh dự nhận được học bổng của 12 trường đại học trên thế giới, và trong đó có 3 trường đại học nổi tiếng như Harvard, Stanford hay Yale của Mỹ đã dành suất học bổng toàn phần cho Tường An. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô nữ sinh tài năng này qua phóng sự ngay sau đây. Harvard, Stanford và Yale
ba trường đại học hàng đầu của Mỹ mà em Võ Tường An vinh dự nhận được thư mời nhập học với suất học bổng toàn phần. Một thành tích rất đáng tự hào đối với gia đình em Võ Tường An nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Khi mà con gái mà có kết quả như vậy thì thật sự là hết sức vui mừng và cũng phải nói là hết sức là xúc động. Và qua đó là cũng thấy là một cái sự nỗ lực liên tục của con mới có được những cái thành quả như vậy. 14 tuổi, cô nữ sinh với vóc dáng nhỏ bé Võ Tường An, nguyên là học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Tự Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, một mình đặt chân đến đất Mỹ. Tại đây, cô gái xinh xắn đã theo học cấp 3 tại trường trung học phổ thông John Bass Memorial. Kết thúc bậc trung học phổ thông, Tường An đạt được nhiều thành tích đáng nể trong học tập. Đây cũng là cơ sở để Tường An nhận được học bổng của 12 trường đại học danh tiếng trên thế giới. Mỗi học sinh thì thường có một cái thời gian biểu để nếu bạn muốn đạt được một cái điểm số nào đó ở những cái môn nào đó thì bạn phải xác định được là cái môn học nào phù hợp với bạn. Môn học nào bạn học tốt hơn và môn học nào bạn cần cố gắng hơn. Không chỉ học giỏi, Võ Tường An còn tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Trong đó, Tường An là người sáng lập cộng đồng trẻ Việt Young Survive. Năm lớp 10 hè và năm lớp 11 em có tham gia một chương trình là học bổng học giả trẻ toàn cầu tại Đại học Yale. Thì ở đây em có gặp các bạn và tụi em có cùng chia sẻ một cái ý tưởng là tạo nên một cái tổ chức về giáo dục được hoạt động bởi học sinh để cho học sinh có thể tìm hiểu về nền giáo dục và những cái khó khăn trong nền giáo dục là gì tại địa phương mình, đưa ra một cái giải pháp phù hợp hơn. An chia sẻ, những hoạt động này sẽ giúp em có thêm nhiều kỹ năng sống, làm việc tập thể và được kết nối, giúp đỡ nhiều học sinh khác nhau trên thế giới, hiểu được các đặc quyền về giáo dục mà họ được hưởng. Tường An đã quyết định sẽ theo học chuyên ngành luật tại Đại học Stanford, một trong những trường đại học hàng đầu của Mỹ. Lần sinh nhật thứ 18 của cô bé Võ Tường An tại quê nhà, trong vòng tay gia đình và bè bạn. Mong rằng với những nỗ lực liên tục của mình, Võ Tường An sẽ còn chinh phục được nhiều tri thức hiện đại và mang về những thành tích đáng tự hào cho quê hương, đất nước. Thưa quý vị, không ít người tản bộ ngắm cảnh tại quảng trường Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đang chạy xe xung quanh khu vực này bị các thanh niên trượt xe điện cân bằng đâm trúng. Và những chấn thương liên tiếp xuất hiện khiến người dân hết sức lo lắng. Tối nào cũng vậy, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận Nhất có rất đông người đổ về vui chơi. Thỉnh thoảng lại có thanh niên đi xe điện cân bằng phóng ào ào khiến nhiều người giật mình. Đội quản lý trật tự đô thị quận Nhất đã ghi nhận được hàng chục trường hợp bạn trẻ đi xe này lao vào người dân gây thương tích. Quảng trường Nguyễn Huệ là nơi người dân đi bộ thư giãn, không phải quan tâm và chú ý nhiều đến tác động bên ngoài. Việc cho thuê kinh doanh xe trượt điện cân bằng tràn lan tại đây đã khiến người đi bộ mất an toàn. Xe trượt điện cân bằng không phải là phương tiện giao thông mà là trò chơi dạng trượt ba tay, nên các cơ quan chức năng khuyến cáo để người dân chơi tại chỗ trống trong khu dân cư hay quảng trường công viên ít người để tránh gây hậu quả nơi đông đúc. Hiện luật giao thông đường bộ không có quy định nào để quản lý loại phương tiện này. Vào ngày 1 tháng 10 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, hai ban nhạc huyền thoại là Boney M và Smokey sẽ đến Việt Nam biểu diễn trong đêm nhạc MB Private Connection. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện văn hóa quốc tế được mong đợi nhất trong năm 2016. Đây là show diễn đẳng cấp quốc tế với sự hiện diện của toàn bộ nhạc công và dàn hát bè của cả hai ban nhạc hát live trên sân khấu. Mục tiêu của chương trình là mang đến cho khán giả Việt Nam một chương trình nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, giàu cảm xúc, gợi lại không gian âm nhạc đỉnh cao của những năm 1980 và 1990. Chương trình sẽ diễn ra một đêm duy nhất ngày 1 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Giá vé sẽ dao động từ 600.000 đồng đến 6 triệu đồng. Boney M và Smokey là hai ban nhạc với những ca khúc đã nằm lòng với khán giả Việt Nam những năm 1980 và 1990. Các thành viên của hai ban nhạc đã trở thành những tượng đài của dòng nhạc disco và rock ballad của hàng triệu người trên thế giới. Đến nay, hai ban nhạc này vẫn được chào đón cuồng nhiệt tại các sân khấu từ châu Âu, Bắc Mỹ đến châu Á. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và IB Group Việt Nam là hai đơn vị phối hợp tổ chức đêm nhạc này. Mời quý vị và các bạn đến với phần điểm báo sáng nay của chúng tôi.
Thưa quý vị, một trong những vấn đề mà dư luận đang quan tâm hiện nay là câu chuyện Formosa được hoàn thuế với số tiền khổng lồ, trong khi ở Thanh Hóa thì người dân đang bức xúc về những khoản thu cưỡng chế. Hoàn thuế Formosa và Thanh Hóa tận thu những khoản thu lạ lùng ở Việt Nam, nhan đề bài viết trên trang 1 và trang 3 báo Lao động. Không phải tự dưng mà Formosa được Cục Thuế Hà Tĩnh hoàn thuế giá trị gia tăng tổng cộng là hơn 13.400 tỷ đồng cho kỳ kinh doanh từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 5 năm 2016, mà họ chiều theo thông tư của Bộ Tài chính số 205/2009 áp dụng cho hàng nhập khẩu máy móc thiết bị trong nước chưa sản xuất được. Nếu lấy bản chất và quy trình thu hoàn kiểm toán thuế giá trị gia tăng của thế giới làm thước đo, thì thông tư 205/2009 là một biệt lệ hiện đang gây phản ứng dư luận trong trường hợp hoàn thuế cho Formosa là hiển nhiên. Liên quan tới văn bản lập quy tiếp sau vụ hoàn thuế Formosa là vụ tận thu ở Thanh Hóa, sôi sục công luận. Người dân thì phải è cổ gánh tới hàng chục khoản thu được gọi là tự nguyện, nhưng oái oăm lại bị cưỡng chế mà không có văn bản pháp luật. Nạn nhân thì cũng không viện tới tòa án, vốn là quy trình bắt buộc trong một nhà nước pháp trị khi cưỡng chế bị phản kháng. Không chỉ dừng ở vụ này, câu đúng quy định hay đúng pháp luật được nhiều cơ quan công quyền ở nước ta sử dụng khá là phổ biến. Trong khi đó, các nước hiện đại thì hiếm quan chức cơ quan công quyền nào dám sử dụng câu đó. Bởi để khẳng định một hành xử pháp lý nào đó đúng thì cơ quan công quyền buộc phải viện dẫn văn bản pháp lý điều chỉnh hành vi đó bằng trích điều khoản hay là mục cụ thể. Vâng, thưa quý vị, ủy quyền cho công ty đòi nợ, điện thoại liên tục hay đến tận cơ quan để tranh cãi. Ít ai có thể tin được đó lại là kiểu hành xử của không ít những ngân hàng đối với thượng đế của mình hiện nay. Trên trang 6 và trang 7 báo Thanh Niên có bài viết liên quan về câu chuyện này. Bài viết với nhan đề Ngân hàng đòi khủng bố khách hàng. Theo một chuyên gia pháp lý tại Ngân hàng Cổ phần thì những khoản nợ khó đòi sẽ được xử lý theo 3 dạng. Đối với những công ty cho vay tín chấp, việc đòi nợ thường theo kiểu xã hội đen. Đối với khoản vay có tài sản thế chấp sẽ được công ty xử lý nợ của ngân hàng xử lý. Dạng thứ 3 là ngân hàng thuê hẳn công ty đòi nợ hoặc là bán khoản nợ đó cho một công ty thứ 3. Với kiểu thứ 3 thì ngân hàng thường trả công ty này mức phí rất cao, lên tới 30% số nợ được thu hồi. Nhưng đây vẫn chưa phải là con số cao nhất. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên báo Thanh Niên thì các công ty thu hồi nợ thường lấy mức phí từ 15 đến 60% tùy vào số tiền nợ được đòi. Số tiền nợ đòi càng ít thì mức phí càng cao. Đơn cử có công ty thu hồi nợ đưa ra mức dưới 30 triệu đồng có phí là 50%, từ 30 đến 50 triệu đồng là 45% và trên 3 tỷ đồng là 15%. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận tới từ trường Đại học Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh nhận định việc ngân hàng thuê các đơn vị bên ngoài thu hồi nợ là chuyện bình thường. Tuy nhiên thì khi công ty đòi nợ thuê có hành xử không đàng hoàng, gây phản cảm và phiền hà cho khách hàng thì hình ảnh thương hiệu của ngân hàng đó sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy bản thân các ngân hàng phải có trách nhiệm kiểm soát, nhắc nhở các công ty được ủy quyền có cách hành xử văn minh. Bởi nếu sau khi sử dụng các biện pháp thu hồi nợ không thành công thì ngân hàng còn có quyền khởi kiện ra tòa dân sự. Còn luật sư Nguyễn Văn Hậu thì cảnh báo, công ty thu hồi nợ nếu có lời lẽ hay là hành vi mang tính hăm dọa khách hàng thì điều đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vì vậy, các ngân hàng cũng cần phải xem xét cẩn thận và nên nhắc nhở các nhân viên hoặc công ty đòi nợ khi ủy quyền. Chuyển sang nội dung khác, thưa quý vị, ngay cả những doanh nghiệp đã từng được cấp giấy chứng nhận là có thể kinh doanh tại các nhà chung cư thì cũng có nguy cơ bị đẩy ra ngoài, bị trục xuất bất cứ lúc nào. Và trên giấy ghi trụ sở tại căn hộ chung cư không có nghĩa là trụ sở này được sử dụng để hoạt động kinh doanh. Đâu dễ để đạt được điểm kinh doanh ở chung cư là một nhận định trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trang 11. Điều 80 Nghị định 99/2015 hướng dẫn luật nhà ở quy định tổ chức hộ gia đình cá nhân phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác, không phải là căn hộ chung cư trong vòng 6 tháng kể từ ngày 10 tháng 12 năm ngoái, ngày có hiệu lực của nghị định này. Và sau ngày 10 tháng 6 năm 2016, hộ gia đình cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư nữa. Theo thống kê, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh có gần 2.000 doanh nghiệp đăng ký trụ sở ở chung cư, 1.300 doanh nghiệp đăng ký trụ sở ở cao ốc. Có trên 10.000 doanh nghiệp đăng ký trụ sở trong tòa nhà, trong đó hơn một nửa đặt ở các tòa nhà quận nhất. Thực ra thì không phải đến Nghị định 99/2015 mới quy định không kinh doanh trong căn hộ chung cư. Và từ nhiều năm nay, cơ quan đăng ký kinh doanh đã không cho các doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại căn hộ chung cư. Có giai đoạn Sở Kế hoạch và Đầu tư phải phối hợp với các quận huyện để lên danh sách các dự án, các cao ốc nào là cao ốc văn phòng, thương mại, rồi cao ốc nào có tầng thương mại để cấp đăng ký doanh nghiệp hoặc là không. Nhưng cách làm này đã từng bị nhiều doanh nghiệp phản ứng dữ dội. Doanh nghiệp cho rằng sở đã đòi hỏi giấy tờ ngoài quy định. Thưa quý vị, bài viết tiếp theo là một bài viết đáng chú ý nói về cơ sở y tế hiện nay, được phản ánh trên trang 6 báo Nông thôn Ngày nay, bài viết với nhan đề Máy xét nghiệm đắp chiếu, người bệnh tốn tiền và mệt mỏi.
Được trang bị máy móc tiền tỷ nhưng lại thiếu kỹ thuật viên, bác sĩ đủ chuẩn để vận hành máy, đọc kết quả bảo hiểm xã hội không thanh toán, kết quả xét nghiệm không được thừa nhận, nhiều cơ sở y tế đã đắp chiếu máy móc. Nhiều cơ sở y tế huyện ở tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng về việc các máy X-quang được đầu tư tại huyện đang phải đắp chiếu vì nếu làm cũng không được chi trả bảo hiểm y tế. Theo ông Bùi Quang Danh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi, tại một số cơ sở y tế, việc thực hiện chẩn đoán hình ảnh như là X-quang, MRI hay là chụp CT lại không do bác sĩ chuyên khoa có chứng chỉ hành nghề đọc và kết luận, kết quả xét nghiệm không được trưởng khoa xét nghiệm có chứng chỉ hành nghề ký duyệt. Theo ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì ông này cho rằng điều này đã diễn ra từ năm 2014. Nhiều địa phương như là Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng hay là Cà Mau đã từng phản ánh về hiện tượng này. Cũng theo ông Sơn, để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, bảo hiểm xã hội không thanh toán cho những người xét nghiệm X-quang mà người vận hành máy hoặc là đọc kết quả không đúng với yêu cầu của Bộ Y tế. Đáng tiếc là nhiều cơ sở y tế địa phương cả tuyến xã và huyện đã được trang bị nhiều máy xét nghiệm nhưng lại không có nhân lực đảm bảo. Thưa quý vị, đề án thành lập Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố của Sở Nội vụ vừa trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Bài viết quản lý thực phẩm sạch sẽ hết chuyện lắm thầy nhiều ma được đăng tải trên trang 8 báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay. Theo đề án, Ban Quản lý An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố có nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông, phân phối, kinh doanh đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. Ban có quyền quyết định hoặc đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Ban được quyền yêu cầu các sở ngành, quận huyện, tổ chức ngành dọc, kể cả của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, cung cấp thông tin công tác quản lý an toàn thực phẩm. Cũng theo đề án thì riêng về mức xử phạt, thành phố kiến nghị cơ quan Trung ương cho phép thí điểm tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm để nâng mức răn đe và ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Về băn khoăn liệu mô hình mới có phát huy hiệu quả hay không hay chỉ là sự thay đổi theo hình thức bình mới rượu cũ, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố chia sẻ là quản lý chuỗi nghĩa là phải tổ chức lại, có sự kết nối trong điều hành và cách quản lý mới, có phân công, phân cấp, có tiền kiểm, hậu kiểm và giám sát. Ông Hòa cũng cho rằng quản lý tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm là một đòi hỏi bức thiết nhưng đồng thời cũng là một thách thức, là một nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi các chủ thể trong chuỗi phải hết sức cộng tác, phát huy được vai trò trách nhiệm và người nhạc trưởng phải đề ra được cách làm mới khác với cách quản lý nhỏ lẻ từng công đoạn như trước đây. Trên trang 10 báo Tiền Phong có bài viết về du lịch Hà Nội quyết giữ ngôi vị số 1 an lành và thân thiện. Theo khảo sát của phóng viên báo Tiền Phong thì trên hầu hết các tuyến phố như Lý Quốc Sư, Hàng Mảnh, Hàng Nón, Hàng Bồ, Hàng Chiếu thì khách nước ngoài phải đi dưới lòng đường vì vỉa hè được sử dụng để trông giữ xe máy, bàn ghế, hàng quán bày la liệt. Trên phố Hàng Buồm, một nam thanh niên cầm trên tay rổ hàng loạt những cái bật lửa tiếp cận với ba du khách nước ngoài. Vừa nói chuyện thì nam thanh niên vừa bật lửa dứ vào mấy vị khách. Trao đổi một hồi, mấy người khách nước ngoài tỏ ý không muốn mua, nhưng nam thanh niên tiếp tục đi theo. Được vài bước thì một nữ du khách phải móc ví mua bật lửa. Không chỉ thái độ phục vụ, các sản phẩm du lịch của Hà Nội cũng chưa thực sự có dấu ấn và đặc biệt, chưa đến mức khiến cho du khách phải chi tiền. Trao đổi với phóng viên của báo Tiền Phong, ông Đỗ Đình Hồng là giám đốc Sở Du lịch Hà Nội thừa nhận du lịch Hà Nội còn một số những điểm yếu. Dù 6 tháng đầu năm du lịch có sự tăng trưởng tốt nhưng Hà Nội vẫn bị đánh giá chỉ là một trạm trung chuyển. Vì thấy được điểm yếu đó thì du lịch Hà Nội đang phải xây dựng để có thể giữ chân được du khách. Cũng theo ông Hồng, Hà Nội là đơn vị mẫu mực trên cả nước khi đã tổ chức được đoàn thanh tra kiểm tra các hoạt động du lịch trên địa bàn của thành phố. Tình trạng chèo kéo đã giảm, chúng tôi chưa dám nói là hết, nhưng hiện thì chúng tôi đã chuyển từ thế bị động sang chủ động, tức là tìm những người chèo kéo và ngăn cản ngay từ đầu để không quấy nhiễu du khách. Thưa quý vị, bài viết vừa rồi cũng là bài viết cuối cùng trong chuyên mục điểm báo ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, các nhà khoa học thì cho rằng biển miền Trung có cơ chế tự lọc sạch nhưng cần tiếp tục nghiên cứu. Còn ngư dân thì chỉ mong muốn nhanh chóng được trở lại ngư trường như xưa. Nghiên cứu của các nhà khoa học ở Hàn Quốc giải thích tại sao những người uống nhiều rượu lại hay bị muỗi đốt hơn nhiều khác. Các sao cùng cháy hết mình trong lễ hội âm nhạc V Festival. Thưa quý
vị, ngày hôm qua ngày 22 tháng 8 có lẽ là ngày mà nhiều người dân tại 4 tỉnh miền Trung chờ đợi nhất sau thời điểm lãnh đạo Formosa cúi đầu xin lỗi và nhận trách nhiệm gây ra sự việc cá chết hàng loạt. Đó là việc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bước đầu công bố hiện trạng môi trường biển kéo dài từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Theo kết quả được đưa ra thì hiện nay hàm lượng các độc tố trong vùng biển của 4 tỉnh đã giảm dần theo thời gian và biển đã có những dấu hiệu dần phục hồi. Vâng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã công bố 19 bãi biển nằm trong ngưỡng an toàn và người dân 4 tỉnh miền Trung thì dần dần sẽ được quay trở lại với những ngành nghề trên biển đã gắn bó với họ từ nhiều đời nay. Vâng thưa quý vị, kết quả nghiên cứu môi trường biển mà Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố là thành quả lao động miệt mài của rất nhiều các nhà khoa học. Mặc dù chi tiết những vùng biển an toàn vẫn chưa được công bố rộng rãi, nhưng với những kết quả ban đầu thì chúng ta cũng đủ để có thể có những cái niềm hy vọng. Vâng, chúng ta vẫn hy vọng vào một ngày cá tôm sẽ trở lại như xưa. Tuy nhiên có một thực tế là hiện nay, trước khi môi trường biển miền Trung được hồi phục thì nhiều người dân vẫn lâm vào cảnh khó khăn khi mà không có nghề để sinh sống, trong khi phải đợi hàng chục năm nữa biển mới được như xưa. Bãi biển cửa Việt vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố là một trong 19 bãi tắm an toàn. Vắng vẻ là cảnh tượng diễn ra từ lâu tại đây. Kinh doanh cùng gia đình đã được nhiều năm tại bãi biển này. Thế nhưng, ước mơ trở thành bà chủ nhà hàng của Ly đã không thể thành hiện thực. Không có khách, không có thu nhập. Gia đình Ly phải vay mượn tiền để có thể đưa Ly chuẩn bị sang Đài Loan lao động. Từ khi có cái việc sự cố biển chết đến giờ thì không có du khách về đấy, không có công việc làm. Từ tất cả mọi cái công việc mà liên quan đến biển thì đều xem như được xem như thất nghiệp. Em ở không làm việc gì được từ ngày đó đến giờ. Nên là mưu sinh nên buộc em phải đi Đài Loan. Dù thức lòng là em không bao giờ muốn. Dọc theo bãi biển cửa Việt có hàng chục hộ dân cũng mở cửa hàng như Ly. Ế ẩm, không có việc làm, hầu như nhà nào cũng có một người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Việc chuyển đổi nghề thì khó khăn, do thanh niên trong làng hầu hết đã đi nơi khác kiếm sống. Ở nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Mong rằng Bộ Môi trường để xét nghiệm lần nước sạch để tuyên bố cho dân, để cho làm ăn, để là có những nhân để trở lại, để về tạm biển, để cho nhân đây phục hồi để ký kinh tế. Theo các nhà khoa học, biển miền Trung hiện có cơ chế tự lọc sạch. Cùng với thời gian, nồng độ những độc tố gây ra hiện tượng cá chết như cyanua, phenol, sắt đã giảm dần. Tuy nhiên, những vùng biển sạch thì vẫn cần có thời gian để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và công bố. Cái báo cáo này là vì thời gian nó ngắn, cũng có điều kiện để mà công bố hết. Chứ thực ra là có số liệu rồi. Tôi cũng đã biết rồi là có những cái số liệu các cái bãi tắm. Từ Hà Tĩnh mà vào cho đến là ở Thừa Thiên Huế là có số liệu. Ví dụ là bãi tắm Thiên Cầm, bãi tắm là ở Đồng Hới, rồi thì là ở Lệ Thủy, rồi là những bãi tắm ở trong Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là có. Thế nhưng mà vì cũng chưa đến cái thời điểm mà hoàn toàn là khẳng định và đảm bảo để mà công bố một cách công khai. Để khôi phục dạng san hô trong điều kiện tốt nhất cũng phải mất từ 20 đến 30 năm. Mặc dù nhiều vùng biển đã xuất hiện cá nhỏ quay trở lại, nhưng nếu chúng ta vội vàng khai thác ngay tại những khu vực này, thì lập tức các dạng san hô sẽ bị tác động và có thể mất nhiều thời gian hơn nữa để phục hồi. Được biết, phần lớn những người dân buôn bán làm nghề dịch vụ ở bãi biển cửa Việt hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Những bãi tắm trống không, những con thuyền không ra khơi nằm phơi lưng trên bờ biển. Chừng nào những vùng biển sạch chưa được công bố thì người dân nơi đây cũng chỉ còn biết chờ đợi. Và phố biển này sẽ vẫn còn vắng vẻ như hiện nay. Vâng thưa quý vị, chừng nào những vùng biển sạch chưa được công bố thì người dân nơi đây cũng chỉ còn biết là chờ đợi. Và bãi biển cửa Việt này sẽ vẫn còn rất là vắng vẻ. Mặc dù phóng sự vừa rồi chỉ mới đề cập đến một trong số rất nhiều các bãi biển hiện nay không còn khách du lịch nằm rải rác tại các tỉnh miền Trung. Và không chỉ thiếu công ăn việc làm mà cuộc sống hàng ngày của nhiều người dân tại những khu vực như vậy, vốn quanh năm sống nương tựa vào biển cũng rất là khó khăn. Đi không được, ở cũng không xong. Đó là câu chuyện của một ngư dân đã có nhiều năm mưu sinh bằng nghề đi biển.
Câu chuyện của ông Nguyễn Hải Lích tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị mà chúng tôi chuyển tới ngay sau đây cũng đang phản ánh được phần nào cuộc sống thực tế mà những ngư dân bám biển đang phải nếm trải. Thưa bác, từ ngày cá chết thì gia đình bác, đời sống của gia đình bác như thế nào? Bác cùng gia đình thì đang làm gì để sinh sống? Từ ngày cá chết thì đi biển này có cá vào không bán được, nên không đi. Thứ hai là quán này không có khách cho nên nhà tôi sống gặp rất nhiều khó khăn. Nhà tôi sống hiện nay là nhờ vào cái nguồn tài trợ của là nhà nước và một số tổ chức cá nhân mà họ hảo tâm họ cho. Tức đến nay là tính đến nay là nhà tôi được họ cho được khoảng 1 tạ gạo với là gần 4 triệu đấy, tiền, rồi dầu ăn, rồi là mì tôm. Đấy, như vậy là phải chừng đó cũng chưa đủ nhưng mà phải là ấy đáp vả thêm một số khoản thu khác để mà kiểm soát hàng ngày. Buổi sáng đi chờ 6 người ăn là ít nhất phải 100.000 nhưng mà nói thật không có, cho nên là gặp rất nhiều khó khăn, phải đi vay đi mượn, sợ là cái vay nặng lại thì lại mệt. Nhà tôi vay thì như vậy là tính đến nay là khoảng 280 triệu rồi, là chứ chỉ có một nguồn duy nhất là cháu còn làm được thì gửi về để trả nợ thôi, còn tôi thì không làm được. Theo bác thì với những người ngư dân như bác hiện nay khi chuyển đổi nghề nghiệp thì sẽ gặp những cái khó khăn như thế nào? Trên phương tiện thông tin đại chúng thì có chủ trương thì có thể nhiều tài về tại địa phương thì nói thật chưa triển khai, chưa có triển khai và cho vay vốn nhẹ lại hoặc là chuyển đổi nghề nghiệp hoặc là tạo điều kiện việc làm gì cả. Nếu như mà có cái chủ trương mà chuyển đổi nghề nghiệp thì theo tôi thì đối với thanh niên thì là có thể làm được. Còn tuổi như chúng tôi là gần 60 rồi thì bây giờ là đi học nghề về chắc chắn là không làm được, chỉ có duy nhất là mình chỉ có biết làm biển, còn làm nông hoặc làm cả cái nghề mà kỹ thuật thì không làm được. Vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã bước đầu công bố hiện trạng môi trường biển miền Trung, vậy bác nghĩ sao về nội dung của công bố này? Được biết là cũng có rất nhiều các khu vực biển và bãi tắm đã được công bố là trong ngưỡng an toàn. Bộ Tài nguyên Môi trường và các sở ban ngành của tỉnh là Quảng Trị là vừa qua có cuộc họp mà thông báo cho thì bà con rất mừng, nhưng mà tôi thấy có một cái là mong muốn thế này, là tôi mong muốn là các cái cơ quan thông tin đại chúng là phải nói rõ bãi biển nào đã sạch mà sạch đến mức độ bao nhiêu rồi, cá chết như thế nào rồi mà hiện nay cá có ăn được không và tắm biển có được không, thì để cho du khách là về đây tắm biển hoặc là không tắm biển thì có phương pháp với ngư dân tính. Thưa bác, vậy thời gian tới bác có ý định là sẽ trở lại đánh bắt hải sản, nghề mà đã nuôi sống gia đình bác nhiều năm nay hay không? Bây giờ ra khơi lại thì đối với tôi khó khăn là cái thứ nhất là kỳ nghề nghiệp, bởi vì là ngày càng hiện đại lên nhưng mà vốn liếng thì ngày là khó khăn, cho nên là đầu tư không được dồi dào, chất lượng lưới kém thì là năng suất cũng thấp. Khó khăn thứ hai nữa là về vấn đề lao động. Lao động ở đây hiện tại ở đây là sau khi vụ cá chết thì có một số con em trưởng thành là bắt đầu nó đi ngoài, thậm chí là mình cũng có đủ lao động để làm, tôi phải động viên nhỏ lại. Nếu như mà biển mà an toàn thì dù ít dù nhiều như kiếp gì là chúng tôi đã sống biển thì chúng tôi phải là bám biển, tàu thuyền phải sửa sang, lưới đài phải làm lại để là ra khơi bám biển lại. Xin cảm ơn bác và hy vọng những dự định của gia đình bác sẽ sớm trở thành hiện thực. Thưa quý vị, chương trình tiếp tục với một số thông tin sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8. Ngày hôm nay, Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Người tiêu dùng đón sóng thực phẩm sạch sẽ diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn do Viện Chính sách và Chiến lược Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức với sự tham gia của gần 400 chuyên gia, người sản xuất, hợp tác xã trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm sạch. Tại đây, các nhà cung ứng doanh nghiệp được kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp kinh doanh thông qua phiên kết nối sản xuất. Ngày hôm nay, hội thảo Marketing Bảo tàng và Di tích năm 2016 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, ban tổ chức đã nhận được 34 bài tham luận của các cá nhân đơn vị trong khối bảo tàng, di tích và đã lựa chọn đưa vào kỷ yếu hội thảo các bài viết có chất lượng. Trong đó, 9 trên 34 bài sẽ được báo cáo tham luận tại hội thảo về các chủ đề, những vấn đề chung về marketing bảo tàng và di tích, thực tiễn hoạt động marketing tại các bảo tàng, di tích. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân Bắc Ninh sẽ đưa vụ án mua bán heroin do Tàng Keng Nam chủ mưu cùng 11 đồng phạm ra xét xử. Được biết, đây là lần thứ 3 chủng ma túy Tráng A Tàng, tức Tàng Keng Nam, 34 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La và 11 đồng phạm được đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Trước đó, vào lần xét xử tháng 12 năm 2015, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị mức án với 12 bị cáo, trong đó cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt tử hình Tàng Keng Nam cùng 6 đồng phạm.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, người dân có thể tham gia bình chọn cho các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa khôi sinh viên 2016 qua trang web sinhviên.tv. Hoa khôi sinh viên thành phố Hà Nội 2016 là cuộc thi sắc đẹp, tài năng dành cho nữ sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuộc thi là hoạt động ngoại khóa nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng dành cho các nữ thanh niên sinh viên Việt Nam, là hoạt động thiết thực thực hiện phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, cuộc vận động thanh niên sống đẹp, sống có ích. Ngày hôm nay, khán giả sẽ có cơ hội trải nghiệm miễn phí phim Việt trên màn hình Stadium Laser tại cụm rạp CGV Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào lúc 8 giờ 30 phút sẽ chiếu bộ phim Tèo Em. Tiếp đó, ngày 30 tháng 8 sẽ chiếu bộ phim Hành động truy sát và giao lưu với đoàn làm phim. Chương trình do CGV Việt Nam tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên và cộng đồng yêu phim được trao đổi và chia sẻ thông tin với các đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng cũng như thưởng thức những bộ phim Việt miễn phí.